Bây giờ hạ chuối à. Thao tác hạ chuối đâu. Trời ơi. Ôi trời. Bổ một cái vô cái cây luôn. Hả? Ủa, chuối chín là phải chặt vậy luôn không à? Khổ vậy. Thì bỏ vậy mất con khi đi. Thì ghê lắm. Lắm. Cao quá. Nông xuống à. Coi cây chuối nó rớt xuống đầu con kìa. Nhìn lên. Thôi nó rớt xuống đầu quá. Con ơi có chuối ăn rồi. Protein đó, thịt đó, thịt chín trên cây đó. Đây là thịt nha quý vị. Đây là đồ ăn ngon thượng hạng đó. Protein nó ăn vô là mập luôn á con. Đi bơi ốm quá rồi. Đừng cho đi bơi nữa. Đi bơi phát triển chiều cao tốt. Hả? Lưng ngắn nè, có con chó nào mà lưng ngắn mà chân dài dữ vậy không trời? Lưng ngắn củ nè mà chân nó dài giống như chân dượng vậy đó, nó bơi đó. Có. Dáng người mẫu. Đang dính vô đi bơi không hết này? Con muốn đi bơi không? Nay nghỉ một bữa đi. Nay vượt teo làm mất thời gian quá rồi. Ô. Ô ô. Ô ô ô. Rồi. Tự hào quá ba. Sức mạnh như vậy. Này đi săn bắt nè. Đi săn bắt đi này hái lượm nè. Đó đúng chuẩn luôn. Săn bắt hái lượm đúng. Không tạo nghiệp bất thiện. Ủa mà sao cây này nó to dữ vậy bà? Tới lúc nó chín rồi hả? Ba nó một cây. Ba một cây chín, một cây chuối chỉ được một quầy thôi hả? Dạ, nó luôn. Để cây khác nó ứng lên. Là nó chết luôn hả? Nó chết luôn. Nó đẻ con á nè, nó sắp có nè, nó đẻ con đó nè. Đẻ con luôn, con. Thương quá cây chuối ơi. Nặng quá. Rồi lấy hái xuống bán hay ba? 10.000 quầy. Giết chết một cây chuối mà bán một trái. Quầy có 10.000 quá rẻ. Rồi vô nhà ăn trộm mà còn sủa. Cột đầu lại đi. Có vô nhà đái bậy không đó. Hừ đốm quá.